Cuộc đời này hãy nhớ rằng bạn chỉ mắc nợ hai người mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, Phật dạy rằng kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Thế nhưng phải có duyên nợ mới có thể bên nhau. Nếu không có duyên và nợ thì đã chẳng bao giờ gặp được nhau. Cả đời chúng ta nợ rất nhiều, cũng trả nợ người khác rất nhiều. Khi món nợ đã trả hết, người ta sẽ phải rời đi. Đây là chuyện không thể níu kéo được. Duy chỉ có hai món, vừa là nợ, vừa là ân mà chúng ta sẽ mang theo cả đời, trả mãi không xong. Đó chính là ơn cha và nghĩa mẹ. Sống ở đời, biết ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để hiếu kính đã là điều khó. Nhưng để trở thành người con có hiếu đúng nghĩa, tâm hiếu và hạnh hiếu vẹn toàn lại càng khó khăn hơn. Dù là bậc chân nhân, là người hiền thiện, biết hiếu thảo đến mấy đi nữa, vẫn chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Ngay cả những bậc giàu sang, uy quyền tụt bậc trên thế gian, một lòng cung phụng song thân thì vẫn không đủ. Vì ân đức cha mẹ sinh dưỡng, tác thành cho con cái nên người quá lớn, đến độ không thể nghĩ bàn. Bách thiện hiếu vi tiên, câu này có nghĩa là trong trăm thứ hạnh tốt, chữ hiếu xếp đầu tiên. Dù ta giàu sang hay nghèo khó, dù ta là dân thường làm thuê hay quan chức cao cấp, ta đều nên tử tế với cha mẹ của chính mình. Không chỉ là phụng dưỡng vật chất mà còn cần lòng cung kính và tâm hiếu thuận. Hãy nhớ lấy món nợ ân tình đã sinh thành và nuôi dạy ta nên người lớn đến nhường nào. Cha mẹ là gì? Cha là người bảo trợ cuộc sống của ta, mẹ là người cho ta tất cả. Cha mẹ không chỉ ban cho ta sự sống mà còn nuôi dưỡng ta lớn lên từng ngày. Cha sinh ra ta, mẹ nâng đỡ ta, vuốt ve ta, cho ta bú, nuôi ta khôn lớn, dạy bảo ta nên người, chăm lo ta, ôm ấp ta, ra vào để bảo vệ cho ta. Muốn đáp trả ơn huệ ấy, chỉ biết như bầu trời lồng lộng đến vô cùng. Cha mẹ không chỉ yêu ta vô điều kiện mà còn là những người vị tha nhất thế gian. Cha mẹ còn, cuộc sống vẫn còn, cha mẹ đi, cuộc đời ta như đánh mất tổ ấm để trở lại. Trong mắt cha mẹ, con cái luôn là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất, là kho báu quý giá nhất cuộc đời. Khi ta giàu sang thành đạt, cả thế giới đều quan tâm, nhưng khi ta khốn khó gục ngã, chỉ có cha mẹ luôn bên cạnh. Thời gian qua đi, cha mẹ ngày càng già, những gì ta có thể trả nợ cho họ lại ngày càng ít đi. Chúng ta mải mê bươn trải bên ngoài, cố gắng làm việc chăm chỉ hay vui vẻ trong những cuộc rong chơi mà quên mất thời gian để về nhà. Có khi trở về trong một thoáng rồi ta lại vội vàng rời đi, trở lại nhịp sống hối hả ngày thường mà không hề biết rằng liệu chúng ta còn có bao nhiêu ngày để ở bên họ về sau. 5 năm hay 1 năm hay thậm chí chỉ là vài tháng. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, thời gian đi qua không vì ai mà dừng lại cả. Đừng chờ đợi đến khi tình yêu quý giá vô điều kiện ấy mất đi, ta mới biết khó chịu vì đã để lỡ quá nhiều điều. Có những thứ thay đổi được khi hối tiếc, nhưng có những thứ chỉ khiến ta hối tiếc cả đời. Tiền có thể chăm chỉ kiếm được mỗi ngày, nhưng đừng để nhà trở thành bến cảng mà ta chỉ quay lại vài lần mỗi năm. Trong ngôi nhà cô đơn ấy, cha mẹ đều đang mong chờ chúng ta từng giờ từng khắc. Họ đã già và cần được đồng hành, cần được chăm sóc và rất cần tình yêu. Khổng Tử đã nhắc nhở về điều này. Kẻ được gọi là hiếu thời nay chỉ ở chỗ nuôi được cha mẹ, đến như chó ngựa cũng có thể nuôi được. Nếu không có kính thì giữa nuôi cha mẹ với nuôi chó ngựa có khác gì đây? Hãy luôn tử tế với cha mẹ mình, mong muốn của họ thật ra vô cùng đơn giản. Không phải số tiền bạn kiếm được, không phải vật chất bạn chu cấp, mà đôi khi chỉ là chút thời gian về nhà và đoàn tụ bên cha mẹ của mình mà thôi. Đến như Bill Gates, người sáng lập Microsoft, đã có lần trả lời phỏng vấn tạp chí Trend của Mỹ. Được người phóng viên hỏi, ngài cho rằng điều gì trong nhân sinh không thể chần chừ nhất, tưởng rằng sẽ được chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh. Người phóng viên không ngờ lại nhận được câu trả lời, sự việc mà con người không được phép chần chừ không gì khác ngoài việc kính hiếu với cha mẹ. Quý vị thân mến, ở đời
có rất nhiều việc chúng ta phải tự mình gánh vác, tự mình thực hiện. Có những việc ta có thể sắp xếp để sang ngày mai, ngày kia hoặc những ngày sau đó mới thong thả bắt tay và thực hiện. Tuy nhiên lại có những việc bắt buộc phải làm ngay hôm nay chứ không chần chừ hay chờ đợi. Những việc này được người xưa đúc kết lại để răn dạy thế hệ sau. Người càng hiểu và biết sớm được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Sau đây là một việc hệ trọng như thế. Nếu chưa làm hoặc còn thiếu sót, ngay từ bây giờ hãy bắt tay làm ngay bạn nhé. Thứ nhất, báo hiếu cha mẹ. Có một bài đăng ngắn của cô gái trên mạng như sau. Có lần mẹ gọi điện nói đùa với mình rằng năm nay mang tiền về cho mẹ ăn Tết nhé. Thời gian đó dịch bệnh làm ăn khó khăn nên mình có chút giận dỗi và nói hơi nặng lời với mẹ. Sau đó mình kiếm được một khoản tiền định Tết đem về cho mẹ, nhưng tiếc là không kịp nữa rồi. Ước rằng mình có thêm một cơ hội để được ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Bài đăng đã khiến nhiều người đọc được đều cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Cuộc sống vốn vô thường, sinh mệnh của mỗi người nói ngắn chẳng ngắn, dài cũng chẳng dài. Ngày hôm nay cha mẹ có thể ở bên chúng ta, nhưng không biết được ngày mai sẽ ra sao. Chính vì vậy, việc báo hiếu cha mẹ là những việc cần làm ngay hôm nay, ngay lúc này khi chúng ta vẫn còn cơ hội để thực hiện. Nghe hai từ báo hiếu, nhiều người sẽ cho rằng phải kiếm thật nhiều tiền về cho cha mẹ. Tuy nhiên trên thực tế, việc báo hiếu lại đến từ những hành động nhỏ nhặt thường nhật nhất. Ví dụ như khi xa nhà, hãy thường xuyên gọi điện hỏi thăm cha mẹ, nói những lời yêu thương cha mẹ nhiều hơn, tranh thủ về quây quần ăn một bữa cơm gia đình cho đông đủ. Đây là những việc vô cùng giản đơn và bình dị mà chúng ta có thể làm hàng ngày để thể hiện tình cảm của mình dành cho bậc sinh thành. Những lời nói, hành động làm cha mẹ vui chính là sự báo hiếu tốt nhất. Bởi vậy, những ai may mắn còn cha, còn mẹ, hãy trân quý khoảng thời gian này. Điều này cũng tương tự như lời thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, cha mẹ là bụt đó, đừng đi tìm bụt ở nơi nào khác. Ngày hôm nay bạn nói được câu gì, làm được cử chỉ gì để mẹ vui, để cha vui thì làm ngay đi, đừng để tới ngày mai sợ rằng muộn quá. Quý vị thân mến, Phật dạy hiếu thảo với cha mẹ để cải thiện số mệnh, tức là hành thiện làm việc tốt, chăm giúp đỡ người khác, mà trong đó hiếu thuận với cha mẹ là việc căn bản nhất, còn bất hiếu với cha mẹ là nghiệp ác phải gánh nợ nhiều nhất. Phật giáo lấy chữ hiếu làm đầu, hiếu thuận với cha mẹ là nghĩa vụ hàng đầu của con cái, là đạo làm người cơ bản. Tình cảm với cha mẹ là tình cảm từ tâm, càng nhiều càng phát tiết ra ngoài. Nhân sinh như mây, ai cũng tìm mọi cách, cuộc đời thật tốt đẹp hay thông mà ít biết rằng cách tốt nhất để cải vận chính là hiếu thuận với cha mẹ. Thứ nhất, hiếu thuận với cha mẹ là việc tích đức tốt nhất. Tích đức hành thiện thì lấy giúp đỡ người khác làm đầu, nhưng nếu ngay cả cha mẹ mình còn chưa đối tốt thì còn có thể trợ giúp được ai? Mà cha mẹ còn không phải người dưng, có công sinh thành dưỡng dục to lớn, nên tốt với cha mẹ chính là hành thiện. Trước khi có thiện nguyện phát tâm giúp đỡ người khác thì hãy đem thiện tâm đặt trên người cha mẹ mình. Thứ hai, hiếu thuận với cha mẹ có thể xây dựng trường khí vững mạnh. Cha hiền con hiếu, mẹ thiện con thuận sẽ tạo ra bầu không khí ấm áp, thoải mái, vui vẻ. Chính điều này sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong nhà, nhất là con trẻ. Gia đình hòa ái, kính trên nhường dưới thì đứa trẻ lớn lên cũng tự khắc biết hiếu thuận, ngoan ngoãn và mang bản tính thiện lương. Từ đó mà phong thủy cùng vận khí của gia đình cũng được cải thiện theo chiều hướng tích cực, tràn đầy năng lượng. Tự dưng người trong nhà cũng cảm thấy vận mệnh của mình khá lên rõ rệt. Người hiền có phúc báo của người hiền, điều này không thể sai. Thứ ba, hiếu thuận với cha mẹ, vận may tìm đến cửa. Cầu thần bái Phật, mong may không bằng đối tốt với cha mẹ ở nhà. Kinh Phật cũng đã chỉ ra, cha mẹ là Phật trong nhà, cầu cha mẹ thiết thực hơn là lễ lạt đền này chùa nọ. Hơn nữa, phúc đức tại mẫu, con cháu hưởng ân đức của cha mẹ, chính cha mẹ sẽ mang tới tốt lành, tài phú cho con trẻ.
Quý vị thân mến, cả cuộc đời này, người mà bạn mắc nợ nhiều nhất và duy chỉ có cha mẹ mà thôi. Cho dù bạn giàu có hay nghèo đói, cho dù là người dân bình thường hay quan lại quyền quý, đều phải ghi nhớ đối xử thật tốt với cha mẹ mình. Người xưa có câu bách thiện chi thủ hiếu vi tiên, điều thiện có rất nhiều nhưng chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu, bởi không gì sánh bằng chữ hiếu. Khi con ra đời, một tiếng cha gọi thật đơn giản, nhưng cha chính là người để con dựa dẫm cả đời. Một tiếng mẹ gọi thật đơn giản, dễ dàng, nhưng mẹ chính là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Một tiếng mẹ gọi thật dễ dàng, nhưng mẹ chính là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Cha mẹ là người cho ta sinh mạng, nuôi dạy ta trưởng thành. Cha mẹ yêu thương ta vô điều kiện, còn thế giới ngoài kia phải có điều kiện thì mới yêu ta. Ở trong mắt của cha mẹ, ta giỏi giang cũng được, ta sa sút cũng không sao, vẫn cứ là tài sản quý giá trong tay cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Ai cũng bận rộn, ngày ngày kiếm tiền, giờ giờ giải quyết công việc, liệu có được mấy dịp trở về nhà ăn cùng cha mẹ bữa cơm, nói vài câu chuyện với cha mẹ mà không vội vội vàng vàng. Gia đình như bến cảng để con thuyền tránh gió, ngoảnh đầu lại vẫn chỉ có cha mẹ ở nơi quê nhà ngóng trông từng bước chân con cái trở về. Để trả món nợ sinh thành, người làm con tốt nhất vẫn là cố gắng sống tốt và hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng, không phải lúc nào cũng nghe theo ý cha mẹ răm rắp. Vì cha mẹ cũng là người, cũng có lúc đúng lúc sai. Cái gọi là trả nợ thực tế là tâm ý hướng tới của mình, chứ không phải chỉ có vật chất. Không có mục tiêu thì trả sao cho dứt, trả bao nhiêu mới hết và trả bao giờ thì xong. Cha mẹ già rồi, xin đừng để họ cô đơn. Cha mẹ lớn tuổi rồi, xin hãy chăm sóc họ nhiều hơn. Cha mẹ khổ cực nhiều rồi, xin hãy yêu thương họ thật nhiều.